Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ review tất cả các tác phẩm của Makoto Shinkai nha mọi người, của tác giả Makoto Shinkai, và đây là tiểu thuyết mọi người ạ. Và đặc biệt nhất đó chính là cuốn Suzume no Tojimari của Shinkai Makoto. Cuốn này được bán với giá 300 yên mọi người ạ. Nên mình sẽ review cuốn này sau nha. Ok, và trước tiên mình sẽ mấy cuốn này trước, nói sơ qua về mấy cuốn này trước là đây là những cuốn trước của tác giả thôi. Những đứa trẻ đuổi theo vì tinh tú này. Đây là Your Name mọi người. Hai cuốn này đều là tiểu thuyết. Nói chung thì đánh giá cái cuốn này thì mình cảm giác cả chất lượng giấy nó không được tốt nha mọi người. Nó không được xịn bằng cái cuốn này. Cuốn này đắt hơn. Chất lượng giấy cũng ổn hơn nha mọi người. Và đây là tiểu thuyết, nó sát nhất với cái tiểu thuyết mà mọi người đang đọc ở tại Việt Nam hiện tại. Thì nó sẽ có ảnh minh họa này mọi người này. Và phần tiểu thuyết này sẽ được thêm hiragana vào đây nữa, chứ không chỉ có là kanji không đâu mọi người. Đây là phần bìa này. Đó, cuốn nói chung thì cuốn này thì mình chỉ có hai thôi mọi người ạ. Hai bộ, và chính là của Suzume Tojo no Tojimari với cả Kimi no Na wa, là mình có hai cuốn. Và còn rất nhiều của tác giả nữa nhưng mà mình chưa mua mọi người ạ. Một số ảnh minh họa này mọi người. Thế này không biết liệu có gọi là spoil mọi người nhỉ. Đó, nói chung thì tiểu thuyết nó cũng chỉ có vậy thôi mọi người ạ. Và mình sẽ unbox luôn cả cái này nha mọi người. Đây là bộ 6 cuốn tiểu thuyết của tác giả Makoto Shinkai mà mình đã đặt về. Ủa, chính là mình chả cần dùng dao giấy luôn đấy. Mình đã đặt về. Tính ra thì là mình đủ bộ của tác giả luôn rồi. Mình không biết là mình sẽ không còn thiếu bộ nào nữa mọi người. Đầy đủ luôn. Suzume. Suzume 11 tháng 11 nha mọi người. Bộ này đã được chiếu tại bên Nhật rồi. Nói chung thì mình hóng về Việt Nam quá. Và cuốn này chỉ là chữ không là chữ thôi mọi người ạ. Kadokawa. Chữ không là chữ. Hai cuốn đều là tiểu thuyết mọi người ạ. Nhưng mà một cuốn chất lượng hơn, một cuốn thì gọi là chất liệu nó không được ok cho lắm. Cuốn 5 cm trên giây. Nói chung cuốn này mỏng quá mọi người ạ. Nó mỏng cực kỳ luôn đấy. Kimi no Na wa. Nói chung thì cuốn này thì mình có để mình nói một chút để tiểu sự mà cuốn mà mình đã mua nha. Một cuốn này. Đó, hai cuốn thì nó không khác gì nhau cả mọi người ạ. Cuốn này mình mua 180.000 là tại Việt Nam mọi người ạ. Còn cuốn này thì mình mua kèm luôn một set đây, là bên seller Nhật bán như vậy. Thì cuốn này là mình có rồi. Nó chỉ thêm một cái Ubi thôi mọi người ạ. Hoshi no Koe, tiếng gọi vì sao xa. Đây là một bộ cũng khá là hay của tác giả. Đúng nhỉ? Đúng, phải là tiếng gọi vì sao sao, mình không nhớ tên tiếng Việt nữa. Khu vườn ngôn từ. Trời ơi, khu vườn ngôn từ mọi người ạ. Câu chuyện là vượt tuổi. Câu chuyện tình yêu vượt tuổi. Thanki no Ko. Tình yêu có thể làm mọi thứ điên rồ mọi người ạ. Trời ơi, tác giả Makoto có nhiều cái bộ nó gọi là cực kỳ hay mọi người ạ. Mình không biết nói gì luôn á. Ủa, cái Ubi này mình không kéo xuống à, okay. Đó, hầu như mấy bộ này đều là quảng cáo cho nhau hết luôn á mọi người. Tenki no Ko này mọi người, đây là cũng là Tenki no Ko này. Còn cái này là quảng cáo cho đĩa, quảng cáo cho Kimi no Na wa này mọi người. Ồ, như là có xem nhau luôn á mọi người. Ok, mình quên mất nhé mọi người, à, cuốn Tenki no Ko mọi người ạ. Có chữ ký của tác giả. Chữ ký tác giả ở trên bìa sau của cuốn truyện ấy, quên mất mình không giả cho mọi người coi nãy mới nhớ. Đây là chữ ký độc quyền của bộ Tenki no Ko do tất cả Makoto Shinkai viết nha mọi người. Đó, mỗi một bộ ví dụ như là Kimi no Na wa thì sẽ có một cái chữ ký riêng, và các bộ trước thì mình không biết. Mình chỉ biết mấy bộ gần đây thôi. Đó. Chữ ký của tác giả. Thực ra tác giả viết cái gì mình cũng không biết luôn á.
Cái này là cảm ơn này, cảm ơn độc giả này. Còn đây là chữ ký tên tác giả hay sao? Đúng nhỉ? Nói chung mình không biết đâu mọi người. Toàn bộ tiểu thuyết. Ok, chúng ta sẽ đến cuốn Suzume Book nha mọi người. Với giá 300 yên một cuốn, 300 yên một cuốn thì đây mình mua được hai cuốn. Hai cuốn nhưng mà với giá 300 yên. Còn thêm quảng cáo bạn gái thuê này mọi người. Kanojo Karishima. Nói chung là quảng cáo thêm thôi, không quan tâm đâu. Chỗ này mình cũng có đủ đầy đủ rồi. Hai cuốn. Đây là một cuốn này. Đó. Uầy, sao bìa sướng cực luôn đó mọi người. Chúng ta sẽ đi từng trang một nha mọi người. Trang đầu tiên, chúng ta sẽ một điểm qua một vài về bộ truyện và movie Suzume được lấy năm 12 tháng 4 2020 này mọi người, là bắt đầu lên ý tưởng, bắt đầu vào công việc của tác giả. Tác giả sinh năm 1973 nha mọi người. Và năm 2002 này. Đó, tức là 5 cm là 75. Nói sao nhỉ? 11 năm trước, 13 năm và 2016. 2016 là Kimi no Na wa. Kimi no Na wa là vào 2016, 2019 là Tenki no. Đây là điểm qua những cái mà tác phẩm cũ của tác giả rồi mọi người ạ. Đây là phần Suzume nói về lịch sử của bộ truyện lúc mà hình thành á mọi người. Còn ở bên trang này sẽ nói rõ hơn. Đây là các thiết kế về con mèo và cái ghế của tác giả này. Thì cũng có nhiều người hỏi tại sao tác giả lại chọn cái ghế thì mình cũng không biết. Cái đấy thì tác giả trả lời nha mọi người. Đó. Đây là một số khung cảnh gọi là animation đó mọi người. Ở trong bộ truyện này lúc mà chưa được đến cái đoạn cuối cùng thôi. Còn đây là Tenki no Ko năm 2019 này. Đó, ở trên này cũng chúng ta sẽ nói thêm. Đấy. 28 tháng 2 2017. Đó, đây là bạn Kimi Tenki no lời hứa của cậu dưới cơn mưa. Đó là tên bộ truyện đầu tiên mà tác giả nghĩ ra luôn đó mọi người. Mình không nghĩ ra luôn như, đừng như vậy luôn đó. Đó, đây là các cái khung cảnh trong bộ truyện này. Đó. Còn đây là Kimi no Na wa. Lịch sử của bộ truyện lúc mà chưa hình thành luôn mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tiếp tục đến trang tiếp theo của mình. Đó, Ram VIP này thì hay kết hợp với tác giả. Nói chung là bộ nào cũng có nhạc đình đám luôn á, đỉnh luôn. Và đây là bộ Những giấc mơ chưa biết. Vào 14 tháng 7 2014 thì mọi người. Đây là khung cảnh cuối cùng trong bộ Khu vườn ngôn từ à? Mình nhìn quen đấy nhỉ. Bộ này mình biết chưa? Kimi no Na wa. À, bộ này là tiền thân của Kimi no Na wa mọi người. 2014 tác giả đã lên ý tưởng rồi. Và chúng ta được 20 25 sau chúng ta đã được xem bộ truyện đó rồi. Và đây là những diễn viên lồng tiếng. Nano Kahara là lồng tiếng cho Suzume. Còn Hokuto Masumura này lồng tiếng cho nhân vật Lam mà mình chưa biết tên. Đến đây là hết rồi mọi người. Mình nhớ là tác giả lên bộ truyện này vào từ 2014 đã có rồi cơ mọi người ạ. 2014 tác giả đã lên ý tưởng cho bộ truyện này rồi cho nên là mọi người lên xem bộ truyện này, tại vì cũng là gần một thập kỷ, cũng gần một thập kỷ tác giả mới hoàn thành được bộ truyện này á. Đây là phần đấy, các cái khung cảnh bên trong luôn đó mọi người. Ok, nói chung thì cuốn này cũng chỉ có vậy thôi mọi người, có khoảng chục trang gì đó nói sơ về bộ truyện và bộ phim chứ, và cuộc hành trình của tác giả đến với những bộ truyện trước đó. Okay. Nói chung thì video đến đây của mình đến đây thì kết thúc thôi mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye.